xúc ấy sẽ được truyền đạt đến khán giả bởi nhân vật trải nghiệm của chúng ta. Hãy cùng bắt đầu hành trình với Vũ Hiệp. Các bạn thân mến, điểm đến trong hành trình ngày hôm nay của chúng ta chính là bản Khuổi Khon, một bản lô lô đen đặc trưng nằm ở xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đường đến với Khuổi Khon thì treo leo đèo dốc, núi xếp chồng núi, từ đó tạo ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vĩ. Tuy nhiên thì đây cũng là một thử thách thực sự cho những ai muốn khám phá những nét văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây. Theo tài liệu dân tộc học, hiện nay cả nước chỉ có khoảng 3.000 hộ dân tộc Lô Lô, với dân số trên 10.000 người. Trong đó Hà Giang có khoảng 1.000 hộ, Cao Bằng hơn 2.000 hộ, tập trung ở 4 xã là Kim Cúc, Hồng Trị, Cô Ba thuộc huyện Bảo Lạc và xã Đức Hạnh thuộc huyện Bảo Lâm, chủ yếu là dân tộc Lô Lô Đen. Những nếp nhà, những mái ngói âm dương nhuốm màu thời gian và cả những hàng rào tre nữa là một điểm nhấn vô cùng cuốn hút. Và bạn có biết không, vì số lượng bản người Lô Lô ở Cao Bằng hiện nay không còn nhiều, thế nên khi có cơ hội đến với bản Khuổi Khon, một bản cảnh quan vẫn còn nguyên sơ là điều bạn không nên bỏ qua. Đây là bản Khuổi Khon, một bản Lô Lô đặc trưng ở xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Đường lên Khuổi Khon treo leo đèo dốc, núi xếp chồng núi như lên với trời cao xanh thẳm. Khuổi Khon hiện ra trước mắt chúng tôi như bức tranh kỳ công của tạo hóa, của bàn tay người lao động. Trên núi cao xanh thẳm có những đường viền uốn lượn mềm mại từ ruộng bậc thang. Những mái nhà sàn dựa theo sườn núi như những chiếc cúc áo của chiếc áo khoác khổng lồ, nhiều họa tiết rất độc đáo. Em gái chị, vâng, cho em vào chơi thăm nhà với hỏi chuyện chút nhá. Hai chị ơi, em đi quanh bản mình thì thấy hai chị đang ngồi nhà làm việc à? Hôm nay mình không phải ra ruộng ra nương hay sao? Mấy hôm trước thì đi trồng ngô các kiểu, nhưng mà hôm nay bởi vì trồng ngô xong hôm nay chị phải ở nhà tẻ ngô. À, tẻ ngô, để em giúp các chị công việc này nhá. Công việc này em cũng thành thạo đấy. Mà ngô này là mình đã thu hoạch từ trước đấy rồi, xong mình tẻ. Và bây giờ mình dùng vào việc gì trong nhà? Nấu rượu này, rồi chăn lợn, chăn gà. Trên này trồng lúa một năm là vào những tháng nào nhỉ? Ở đây thì nói chung thì có làm lúa niêng với lại ruộng nữa, thì nói chung là niêng thì khoảng tháng 5 rồi chuẩn bị làm mạ để tháng 6, tháng 7 cái ruộng. Ngoài những cái lúc mà ra ngoài đồng bận rộn công việc đồng áng thì những lúc rảnh rỗi ở nhà các chị thường làm việc gì nữa? Đi làm ngoài đồng thấy hơi rảnh thì như phụ nữ Lô Lô thì ở nhà như là dệt vải này, theo chùa các kiểu. Chứ mình có mang ra cả chợ không? Em thấy ở trên này thì có nhiều chợ vùng cao lắm. Cũng thỉnh thoảng cũng đi chợ bán các kiểu. À, hay quá. Thế em với các chị sẽ tẽ nhanh chỗ ngồi này nhá. Sau đó mình cùng nhau sang xem phụ nữ ở đây theo thùa như nào. Vâng. Háo hức đi men theo con đường đất nhỏ, cùng người bạn đồng hành mới quen, tôi được phép vào những ngôi nhà sàn theo phong tục của đồng bào Lô Lô ở nơi đây. Mình đến đây rồi chị nhỉ? À, em chào các chị ạ. Mình đang theo thùa đây. Đẹp quá. Mấy chị em đã ngồi theo lâu chưa? Với cả theo được nhiều chưa chị? Được một hai cái. Thế như chị là chị đang theo cái phần nào của trang phục đây? Đằng sau áo. Đằng sau áo? Vâng. Sau lưng. Sau lưng. Vâng. Dạ. Công nhận là nhìn trang phục của người Lô Lô em thấy đẹp thật, đặc biệt là của chị em phụ nữ. Trước đây thì em nghĩ là Lô Lô đen thì chủ yếu là màu đen, màu tối tối thôi. Hóa ra là trông rất cầu kỳ. À, không biết là nếu mình thêu nguyên một bộ mà chị đang mặc đây thì bao lâu mới xong được? Một năm. Một năm? Vâng. Ồ. Thế là dối mình làm thỉnh thoảng làm à? Nếu mà mất nhiều thời gian thế thì làm sao mà bà con ở trong làng mình đủ trang phục để mà có thể mặc suốt được? Chị em nói chung là ban ngày đi làm thì ví dụ như về ăn trưa thì có thời gian rảnh thì làm, rồi tranh thủ làm vào buổi tối. Có tối thì 11 giờ, 12 giờ mới được ngủ. Phụ nữ Lô Lô đen mặc áo cổ vuông chui đầu, có các mảng hoa văn hình chim vòng quanh thân áo. Tay áo rộng được ghép bằng nhiều vòng vải khác nhau. Áo kết hợp với váy
và mảnh vải hình chữ nhật dài trùm phía sau hông, xà cạp quấn chân. Trang phục được làm rất công phu, trang trí các loại hoa văn như hoa văn hình học, hình tam giác, hình vuông, hình thảo quả, hình chim ngó ba, thể hiện trình độ khiếu thẩm mỹ tinh tế của đồng bào. Bộ trang phục phụ nữ Lolo được kết hợp với những đồ trang sức bằng bạc, nhôm có sắc trắng sáng lấp lánh cho thêm phần duyên dáng. Ở Khuổi Khon, người Lolo có trên 80 hộ dân, ở khá tập trung, mỗi làng từ 20 đến 25 nóc nhà. Nhà cửa được sắp xếp theo một trật tự tập trung, đó là dựa lưng vào núi, nhìn ra thung lũng nên tương đối thoáng mát. Nhìn từ ngoài vào có vẻ không khác mấy so với những nhà của người Mông, nhưng khi quan sát cách thức bố trí, sử dụng không gian trong nhà thì mới thấy có sự khác biệt. Đây bác. Vâng, đây nhà mình ạ. Dạ, đường vào bản mình dốc mà vòng vèo ghê. Vâng ạ. Phải hỏi bà con ấy, may mà ở đây ai cũng biết bác cả. Vâng, vâng, vâng. Nhà mình trông đẹp mà trông cổ ghê nhỉ. Ngày xưa là nhà mình vẫn dựng như thế mà. Bác là bác đời thứ 7, thứ 8 rồi. Gian nhà là có bồ hóng bám cả này. Vâng, vâng. Mà như này thì gỗ mới tốt được đúng không ạ? Vâng ạ. Con chưa vào nhà của đồng bào Lolo khi nào, không biết là ở trong gian nhà của bà con Lolo thì có những cái điểm gì khác với cả những dân tộc khác hả bác? Vào nhà dân tộc Lolo là khách vào nhà này, nữ giới ở bên này ngủ bên này, nam giới ngủ bên kia, còn là không được nghỉ qua trước cửa bàn thờ. Bếp củi này thì bếp này vẫn gióm, và trước khi lên nhà của bà con Lolo Khuổi Khon là phải đến trước cửa ngoài kia là phải gọi. Bác nói gian nhà thì con mới để ý là ở trên một số nơi là họ chỉ lát gỗ thôi, nhưng mà gian nhà mình có cái tấm phên trông rất là hay mà đi lại mát chân nữa. Nó tùy từng nơi cái phong tục tập quán. Vâng. Như miền Đông của Cao Bằng, Quảng Hòa, Quảng Uyên, Trùng Khánh thì họ không dạy cái quán này. Dạ. Nhưng mà chú Bảo Lạc là chú Khuổi Khon xã Kim Cúc này là chú xong Khuổi Khon này nhà nó không phải dạy cái quán này. Dạ. Đấy, mình không để giải cái ván thì con đấy nó bẩn. Dạ, không biết là chất liệu cốt làm như nào mà có thể bền được cả căn nhà. Không, cái chất liệu cốt này là nó đan bằng tre trúc sàng. Cái này là mình càng dùng nó càng bóng. Vâng. Cái ý nghĩa có như thế mới giữ được cái bản sắc, giữ được cái vệ sinh, rồi thì nhà cửa nó sạch sẽ, tiếp khách nó thoải mái. Dưới sàn thì đi rất là mát chân này. Vâng. Để ý trên đầu ở đây thì lại chủ yếu là ngói âm dương. Không biết là ngói âm dương mà so với khí hậu trên này, mùa đông thì rất lạnh, mùa hè thì rất nóng, thì ngói âm dương chịu được như nào? Ngói âm dương thì bình thường. Thời tiết thì ở đây thì trên Khuổi Khon này là 4 mùa thì nó gần ngang nhau. Mùa hè thì nó nóng một tí, nhau mùa thu, mùa xuân, mùa hạ nó bình thường. Sau những cái gian nhà, những mái ở đây thì mình không làm kín hết vào để chắn gió mà mình lại để hở cửa ra này. Vì cái phong tục tập quán này, nhà Lolo trên Khuổi Khon này, những cái chỗ này mình không được bịt kín. Mình chỉ bịt kín chỗ để ngô này. Dạ. Như vậy thôi. Cái này để thoáng này, mùa hè nó mát. Mùa lạnh thì gió nó thổi, mùa hè nó mát. Dạ. Cái đấy là theo tập quán ngày xưa. Cũng giống như người Tày, Nùng, kiến trúc nhà của người Lolo là nhà gỗ hoặc nhà đất có 3 gian và không có trái. Gian chính là để thờ tổ tiên và tiếp khách. Nhà được làm bằng gỗ, dựa trên các kèo gỗ từ 3 đến 5 hàng chân. Những vỉ kèo được liên kết với nhau bằng những đòn tay ngang dọc. Gian giữa có nóc gọi là xà đốc. Khi dựng xà đốc, họ thường xem ngày lành tháng tốt để gia đình đầm ấm, làm ăn được phát đạt. Vâng ạ. Như vậy là có hai bếp ở bác. Vâng, có hai bếp. Tiếp khách, còn một vâng. Bếp bếp kia là phong tục tập quán. Bếp này là mình nấu cho khách. Dạ. Bếp kia là mình không thể bỏ được. Vâng. Trước cửa bàn thờ. Vâng. Của dân tộc Lolo. Mà ngồi đây thì con mới để ý là trên bếp mình còn có treo những cái tảng thịt. Thịt vâng. Là thịt để xông khói, hun khói đấy hả bác? Vâng, hun khói này để treo trong này, treo ngoài kia thì thỉnh thoảng khách lên để nhìn nó không hay. Dạ. Thế những cái thịt này thì đặc sản của bà con thì mình sẽ phải treo này khoảng bao lâu sẽ sử dụng được? Cái này bây giờ bác bảo nhá, cứ đến rằm là 28 âm.
là mình mổ lợn, dạ. Xong là mình cho vào chung để mình bỏ muối, mình ngâm, xong là mùng 1, mùng 2 Tết thì mình treo lên đây để làm thịt hun khói. Dạ. Đấy, nếu không thì mình không treo như thế này nó để không lâu được. Vì mình dùng ngay một lúc một ngày thì nó không thể hết được. Khi mổ lợn là bản là thường là sẽ chung với nhau một con. Vâng. Một con lợn sẽ rất to. Vâng. Nên cái cách này là vừa tạo ra món ăn ngon mà có lẽ là chắc là cũng là cách bảo quản thịt. Bảo quản thịt. Thế không biết là cái việc mà treo trên khói này thì nó tạo ra hương vị nào mà món ăn lại ngon như thế? Nó vừa treo trên khói này nó vừa khô là nó vừa có mùi vị ngon. Còn treo chỗ khác thì nó lại có cái mùi khác mà nó không ngon. Dạ. Đấy. Còn muốn biết ngon hay không thì có lẽ tí phải thưởng thức với nhỉ. Vâng. Dạ. Vâng. Con chán xong chảo đấy. Vâng vâng. Nước ra xong bác con. Vâng vâng. Bác cháu mình sẽ xào cái thịt hương khói này. Lần đầu tiên được lên đây giúp bác mà con cảm động quá. Vâng. Vâng ạ. À. Thế là rất cảm ơn con. Vâng. Nói thật bác là bởi vì con ngồi trong bếp không quen. Vâng. Cay hết cả mắt rồi. Lần sau lên ấy là không chỉ thưởng thức đâu mà con sẽ xin bác là làm cái thịt hun khói để xem cách làm của bà con. Vâng vâng vâng. Vâng. Về con đãi bà con ở dưới xuôi chứ. Vâng, bác nhất trí luôn. Đồng bào Lolo có phong tục rất hiếu khách. Có khách là chủ nhà sẽ vào bếp chuẩn bị những món ăn thật ngon và nhất định khách phải ăn thật no thì chủ nhà mới thấy vui và khách như vậy mới là người thật lòng. Mời cháu về dùng cơm với gia đình. Dạ. Đây là con gái, đây là con cháu. Dạ vâng, đấy. Chào chị ạ. Dạ. Cả nhà ơi, cho cháu hỏi một chút là vừa rồi là cháu có làm món thịt hun khói với cả bác Hải rồi. Thế ở trong mâm mình sao còn nhiều món lạ này? Vâng, món này là thịt chua, món này là hun khói. Món này là thịt luộc. Dạ. Món này là rau xanh. Rau xanh. Đây, xào trứng, rau xôi, nếp. Dạ. Có cái món bác bảo là món thịt chua à? Hơn năm rồi, cái này mình lấy cái bột gọng nếp vào là ăn luôn. Thế thịt chua này thì mình dùng các dịp trong năm hay là cũng tùy những cái dịp quan trọng mình? Không, thế tùy những dịp quan trọng. Đủ tháng, đủ tuổi là mình cứ dùng. Dạ. Có công viên mình cứ dùng. Hay quá. Đấy. Khách du lịch đến đây mà đặc biệt là khách nước ngoài mà được thưởng thức những món này, cháu nghĩ là họ sẽ rất lạ và rất là thích thú đấy. Vâng. Dạ. À, bây giờ cả nhà mình dùng cơm với nhỉ? Vâng. Dạ, mời anh chị nhé. Dù là nếu mới nhìn qua thì trong miếng thịt này khá là mỡ, tuy nhiên ăn thì lại ngậy ngậy, béo béo nhưng mà không bị ngấy chút nào. Thêm nữa là sau khi đã được chiên qua thì mình thấy nó vàng rộn lên, nhìn màu rất bắt mắt và rất ngon miệng quá nhỉ.